Thưa quý vị, một bức tranh quý hiếm từ thời phục hưng đã được bán với giá lên tới 24 triệu euro, gấp 4 lần ước tính của ban tổ chức. Điều lý thú là bức tranh được tìm thấy hết sức tình cờ trong phòng bếp của một cụ bà người Pháp. Bức tranh được danh họa Cimabue người Italy vẽ từ thế kỷ 13, có kích thước 20 x 26 cm và được coi là một tác phẩm trong một tác phẩm gồm 8 tấm khác nhau. Khi được tìm thấy hồi đầu năm nay, bức tranh được treo trong nhiều năm gần bếp nấu tại nhà của một cụ bà ở phía bắc Paris. Bức tranh đã được xác nhận là một tác phẩm của danh họa Cimabue khi chuyên gia của nhà đấu giá đến đấu giá được giá trị. Cimabue là danh họa tiên phong của Italy thời phục hưng. Ông được biết tới là một trong những người đầu tiên ứng dụng luật viễn cận và màu vẽ tự nhiên hơn, phá vỡ truyền thống thời Trung Cổ. Tuy nhiên đến nay chỉ còn 10 họa phẩm của ông còn tồn tại.